xin kể lại một câu chuyện em đã đi qua bà con. Trong công việc em đã đi qua thì là lúc đó em xin đính chính lại là làm ở nhà khách Đền La Thành. Đấy, nhà khách Đền La Thành. Đấy. Đỗ Cấn ấy, bà con ạ. Đấy thì năm đấy là năm 2006. Đấy, thì là chúng em làm ở đó thì người kỹ sư và giám sát về điện thì là anh đó thì là anh Dũng. Đấy, thì chúng em làm thì là làm cho anh rể của em thì là ở dưới phố Bạc thì có cháu Ước, cháu Bằng, rồi cháu Huân, rồi cháu Hòa. Đấy, mấy cháu trên này thì của em thì có mấy cháu, ba bốn cháu. Đấy thì làm công trình xong rồi thì qua vậy là chúng em lại sang làm là 10 năm Trần Quốc Toản. Làm khách sạn cho nhà bác Cường. Đấy thì chúng em ở đấy cũng đi ống cứng, toàn bộ luồn dây đi trong ống cứng hết. Đấy thì ở đấy thì kỹ thuật về điện thì là anh kỹ sư thì là anh Thuận. Đấy, thì là bên giám sát để thi công về điện là anh Thuận. Đấy, thì chúng em làm đấy thì có cả đấy là chú Toản ở Bắc Giang, rồi mấy anh em như là cháu Cường Gà ở Gia Lâm, Thượng Thanh ấy, Thượng Thanh Đức Giang, Gia Lâm Hà Nội. Đấy thì là công việc thì hết công trình nọ đến công trình kia thì lúc đó ở công trình đó thì cứ làm công trình ở đâu thì lại nghỉ luôn tại đó, bởi vì phần phần điện thì là khi xây xong phần thô chúng em làm phần điện mà, thì nơi ở thì thuận hơn là ấy, có thuận hơn chút ít là khi lúc làm thợ nè. Đấy thì đến hết năm 2006 thì sang 2007 thì cuối năm 2006 đầu năm 2007 thì em muốn trải nghiệm về bên xây chát cho các nhà tư nhân. Thì lúc đó là em làm cho anh Bằng người ở Nam Định lấy vợ người ở Thái Nguyên. Đấy thì anh nhận công trình khu đô thị mà chỗ cạnh coi như vậy là đi một đoạn nữa thì ra là coi như vậy là cầu Vĩnh Tuy đấy. Đấy, cầu Vĩnh Tuy lúc đó là thi công để qua cầu Vĩnh Tuy là vượt qua sông Hồng thì là ấy đấy, vượt qua sông Hồng thì
là qua đoạn là gọi là cầu Vĩnh cạnh 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 cầu Vĩnh Tuy một đoạn thôi, lấy chỗ phố đô thị mới thì là làm nhà tư nhân mấy tầng, 3 4 tầng ấy, thì chúng em là lúc lúc đó chỉ xây phần thô, thì chúng em làm phụ, thì chúng em phải đi dậy sớm, ăn cơm nước xong thì lúc đấy nấu cơm là anh tàu nấu cơm đấy, thì là các anh em đấy thì là làm, thì chúng em là phụ, chúng em ăn cơm nước xong là đi làm sớm hơn anh em thợ chính độ khoảng từ 20 đến 25 phút, thì chúng em đến là chúng em trộn cát với cả xi, trộn xong thì chúng em cho vòi nước vào, thì chúng em ngâm như thế cho nó ngấm, thì lúc đó thì các anh phó cả mới bắt đầu là lục tục đi sang từ chỗ ngủ đến chỗ làm việc có 30 40 mét thôi các bác ạ. Thì là ở thợ xây dựng thì cứ bắt đầu làm móng phần thô ở đâu thì là ấy ở đó, thì là làm nán ở đó. Đấy, thì chưa thể vào trong được bởi vì mới làm từ móng lên mà. Đấy, thì chúng em làm thì ở đấy là làm cũng là đổ khung cột các bác ạ. Còn khi khi đổ khung cột thì lúc cột thì là đổ bê tông bằng trộn tay, nhưng mà khi trộn tay nhưng mà mình cho máy đảo vào trộn xong xong là cho tời là đổ vào, nhưng mà khi đổ sàn ấy, đổ sàn là dùng bê tông tươi các bác ạ. Đấy thì là chúng em xây là phần thô là như thế, thì xây bốn xung quanh tất cả để tường đôi hết, thì là chúng em trộn bữa xong ngâm nước cái thì các anh thợ cả đi sang thì các anh pha nước uống nước lôi thứ, lúc ý chúng em là có xô nước vối là hay uống cho mát, thì là coi vậy là các anh bác giáo không thì tung gạch lên tương đối ở trên giáo, thì bắt đầu lúc đấy em chúng em là chạy vữa thì là để cho các anh làm, thì khi muốn từ phụ mà lên thợ thì em nghĩ ra cách là lúc đó phụ thì mình lúc nào cũng chạy chứ không đi từ từ, mang vữa lên để cho nó đủ cho các anh đấy, thì thứ nhất là để cho tốc độ, thứ hai là mình mệt tí nhưng mình cố gắng, thứ ba là lúc các anh phó cả giải lao thì mình nhảy lên trên giáo là mình coi vậy là xây, thì vữa có rồi, gạch có rồi thì cứ đặt, thì các anh căng dây sẵn rồi thì mình đặt mấy viên rồi, thứ nhất là không trùng mạch, thứ hai là thẳng đứng đấy, thì là chúng em cứ tập dần, mới đầu rất chậm nhưng dần dần nó cứ như thế, thì lúc nào mà hôm nào mà có chỗ nào mà kiểu như là thợ chính có hôm mà điều động ít thợ chính mà nhiều phụ thì làm vữa xong thì chúng em lại đứng giữa, cứ dần dần như thế, thì là các anh kèm cặp đấy, thì là dần dần nó quen tay đến khi xong công việc của anh bằng thì lúc đó thì em lại chuyển sang làm cho anh là anh Đồng Xuân Quân, anh tên là Đồng Xuân Quân, thì anh lúc đó là anh có nhà ở chỗ Sài Đồng đấy, Sài Đồng chỗ đấy là đường về Vũ Văn Thiều ấy, đấy nhà anh ở đấy, thì là anh là ở Thái Bình, anh ở Làng Mẹo đấy, qua cầu Triều Dương đi sang thì anh ở Làng Mẹo đấy, thì là chúng em làm thì anh nhận công trình
Lúc đó là một cái công trình cho nhà anh Việt ở Gia Lâm. Đấy thì chúng em làm ở đấy. Thì cũng anh Quân là rất sòng phẳng. Tiền nong là làm xong anh giả rất là đầy đủ. Để cả lúc túng ví tạm ứng anh cũng cho tạm ứng. À, chi tiêu như thế thì chúng em rất là cảm động. Ví dụ như là lên trên tầng 3 tầng 4 của nhà anh Việt làm ấy thì chúng em coi như vậy là vác, ví dụ như vác vật tư như cát này, như các đồ thứ lên này. Đấy thì là vác bộ mà. Còn khi đi xuống thì là ai đi không thì đi không, nhưng mà riêng em ấy, thì em lại không đi không. Em chậm thì thật nhưng mà em lại khi đi xuống lại các cái đồ dọn dẹp như các cái chỗ chẳng hạn như các cái vì anh cơi nới mà đập phá những cái mảnh bê tông với cả gạch cũ ấy, thì là em lại vác gạch xuống. Đấy. Tức là đi xuống là em cũng đằng nào xuống em không xuống không để coi như tỏ lòng là rất là cảm động và anh Quân đã kiếm công ăn việc làm cho chúng em đấy, chúng em tự nghĩ ra tự đáy lòng mình thôi chứ anh Quân cũng chả bảo, mà anh Thành người Thái Bình là tổ trưởng gọi đầu cánh cũng chả bảo là đi xuống phải vác đâu, nhưng tự tự em cảm nhận em thích làm như thế đấy. Công việc rất là người thực việc thực đấy, ở đấy làm có chú Cam 575 đấy, với cả mấy anh đấy, các bác đấy thì là có cả anh Công đấy, chú Én thì chú Tuyến đấy, mấy chú mấy anh em đấy, thì làm như thế. Lúc đấy chúng em lúc đấy vẫn là phụ thôi đấy, thì khi xong công trình đó thì sang những công trình chỗ chung cư. Chung cư thì chát thì coi vậy là chung cư ở chỗ bên đấy đấy, chỗ bên Hà Nội đấy, thì chúng em mới làm ở đấy thì chát đầu tiên thì cũng phụ có thứ đấy, thì trong cái hộp kỹ thuật ấy thì là ấy chả trong cái gọi là nhà vệ sinh mà đổ một cái gác xép ấy, thì là trong gầm đấy thì chát thì nó không cần kỹ thuật lắm đâu, gọi là ở chỗ ngoài mình gọi là tương đối phẳng được, bởi vì trong cái gầm đấy để người ta soi để mùa hè ra để chăn các thứ đấy, với các đồ lặt vặt đấy. À, trên nóc của nhà vệ sinh ấy, thì đổ cái trần thấp gọi là cái gác xép ấy, thì lúc đấy chỉ có bò người vào thôi mới chát thôi. Thì là em cứ xách mấy thô vữa lên, thì là em cứ ở đấy nó khó khăn, là ngồi không ngồi được thì là cứ dở dang nên phải nằm nằm bắt đầu chát đấy, thì nó dở dang thì rất là mỏi. Nhưng mà lúc đấy em lại nghĩ là em đối với việc phụ là em rất cần, bởi vì mình chát như thế thì để nó có cái tay nghề của mình, nó chát thì dần dần nó mới quen tay đấy, thì em cứ lẳng lặng em làm đấy, thì coi vậy là bởi vì đấy nó trên nóc đấy thì không không cần dùng kỹ thuật nhiều lắm, nó cứ xoa phẳng là được các bạn. Đấy, thì là qua quá trình làm đấy thì có hôm em còn làm về hơi muộn thì anh còn mắng đấy, mà làm gì muộn em bảo em cố đấy. Nên là lúc đấy là nấu cơm là có bác thì là bác Phơ người Thái Bình đấy, ở Thái Bình đấy, thì là ở
xã Kim Trung các bác ạ. Đấy, xã Kim Trung. Đấy, thì là huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Đấy, thì các anh em đa số ở đấy. Thì là khi làm ở các cái chỗ hộp kỹ thuật xong hết rồi đấy, và các cái chỗ vệ sinh xong hết rồi ấy, thì là chát ở các cái tường ấy, thì là lúc đấy là ở chung cư là anh Quân ấy nhận chát mà, thì chát thì là chúng em phụ, lúc đấy là em chỉ có chạy hết chỗ nào thiếu bữa là chạy nào vào để các anh đỡ nhỡ. Xong là lúc giải lao thì các anh lúc khi chát chát vào hết bữa rồi ấy, thì là để xoa lúc đấy thì phụ chỉ dọn dẹp thôi, thì nếu mà phụ mà không không xoa cùng thì phụ chỉ có ngồi nghỉ ấy. Nhưng mà em nghĩ ra cách em không nghỉ, em lúc đấy em bởi vì dụng cụ như bàn xoa này mấy bút xoa nào là mình với cả cái bay là mình phải tự sắm chứ không 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 phải là mình mượn đâu đâu đấy, thì là mỗi người của ai cũng tự sắm thì có trách nhiệm, thì em cũng phụ đấy nhưng mà em sắm một cái bay một cái bàn xoa, thế thì em mà nhẫn thì là lúc phụ vào bữa xong đủ rồi các anh thưa anh cán có cả cán rồi thì em phó nhỏ nào cũng chỗ nào một lõm thì chúng em quẹt vào đấy, thì là cũng xoa xoa cho các anh xoa lại, thế là dần dần đấy cho tay nghề dẻo đấy, thì chính như thế thì nó cũng rất là về việc làm thì các anh thấy rất thoải mái, như không không có vấn đề gì đấy. Nhưng đó là ở Hưng Yên thì mỗi một mình em sang Lạc Lõng sang đấy làm thôi đấy, thì các anh chủ yếu các anh ở Thái Bình. Xong công trình đấy thì xong công trình đấy thì là anh Quân lại nhận công trình ở nhà máy lọc dầu Dung Quất đấy, thì là đấy thì là chúng em cũng vào nhà máy lọc dầu Dung Quất làm thì chủ yếu là anh nhận vào cái phần chát thôi đấy, phần chát thôi. Chứ còn họ phần thô họ đổ có thứ rồi, đa số họ đổ phần thô rồi đấy, thì là lúc đấy là chúng em vào đấy thì là làm thời gian trong đấy nóng lắm các bác ạ, nhưng mà vào đấy thì lại khí hậu ở đấy thì ban ngày thì cũng nắng đấy, nhưng mà buổi tối cứ tầm 5 giờ chiều ấy thì chúng em xong chúng em ra ra coi như vậy là biển, chúng em tắm nhìn lúc đấy nó đã hơi 5 giờ nó hơi se se lạnh các bác ạ, buổi tối là nó hơi dịu 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 đấy, thì từ nhà nhà trọ vào chỗ làm việc mà đi bộ cũng phải tầm cỡ hơn cây số quá đấy, ngày nào cũng thế, thì là đông người lắm, thì là chúng em vào làm xong coi phần các phần chat các thứ đấy, thì lúc đấy lần đầu tiên là chúng em là biết về biển biển là tắm, thì chúng em anh em thì cứ tắm thoải mái nhưng em thì em rát em sợ, em lúc ấy em mang một cái dây đấy, thì một cái dây chắc chắc phết đấy, như là cái thừng ấy đấy các bạn, em nối vào nó trong khoảng cỡ 3-4 mét đấy, thì em buộc vào ở cạnh bờ biển đấy, thì coi như vậy là có một hòn đá to em buộc đấy thì bắt đầu em mới buộc đấy, thì bắt đầu em mới buộc vào vào coi như vậy là vào người em
nghi là cái dây an toàn ấy, xong em tắm có thứ, xong rồi em sợ là phòng khi nhỡ cái sóng nó đánh mình, nó phòng sóng nó lôi ra ngoài là mình không vào được đấy, em sợ sợ thế. Thế là các anh cứ cười, nhưng mà cả thế là đấy, đến lần đầu tiên em tắm đấy, xong xong rồi xong khi xong công trình ở đấy rồi thì ở Dung Quất thì toàn chát thôi, thì phụ mới thợ ạn cho chát hết các bác đấy, thì là như thế. Thì đấy các bác đấy nhiều nhiều mới đầu vào ôi toàn cá các bác, cá ăn mấy hôm đầu ăn nhiều cá, cá tươi ăn ngon, ăn mấy hôm sau là cũng cũng đỡ đỡ chán rồi đấy, à đỡ đỡ thèm rồi đấy, thì cũng bình thường dần. Mới đầu thì vào ăn rất ngon, nhiều cá tươi đấy, đấy lần đầu tiên được ăn cá biển tươi nhiều đấy các bác. Xong khi xong công trình đấy thì anh Quân lại nhận một công trình ở Quảng Ninh đấy, ở Quảng Ninh nhận công trình làm ở cái nhà máy xi măng Quảng Ninh đấy, đấy thì là chúng em lại lại xuống Quảng Ninh đấy, xuống Quảng Ninh thì làm một thời gian thì xong ở Quảng Ninh thì chúng em lại về về làm ở cái phố Hoàn Cầu, phố Hoàn Cầu đấy, gọi cạnh phố Hồ Hoàn Cầu ấy. Thì trong một cái nhà nhà này nó là tư nhân, như làm 2 tầng một tum các bác đấy. Thì từ lúc xây móng là ghép cốt pha thì dùng máy hàn để đính các cái mảnh tôn đấy, mảnh tôn mảnh xà gồ tôn đấy để đổ bê tông. Đổ bê tông thì toàn đổ bê tông tươi quá, mỗi cột thì là trộn tay thôi, chứ còn mái là toàn đổ bê tông tươi đấy. Thì em lúc đó là em nghĩ cách như là ôi để mình muốn để an toàn đấy, nhưng em chẳng hạn thường thường đổ bê tông về tối mà, thì chúng em dòng điện là lúc đấy này để nào là dây là dùng để bóng này, nào là dây dùng để máy đầm này đấy, thì máy đầm thì 2 cái loại đầm, các cái dầm ấy thì là đầm bằng máy đầm dùi, còn ở mặt sàn thì máy đầm bàn đấy. Thì em nghĩ là cách muốn cho an toàn thì lúc đấy là em mua bút thử điện này, mua băng dính này, cái kìm này đấy, mặc dù là những thợ lề đấy nhưng mà em đầu tư cái đó, thì em cứ dùng bút thử điện em mới thử vào các cái chỗ các dây điện cứ cứa, nếu mà cái chỗ nào cứ dây cứ cứa là em vừa thử mặc dù là không hở điện trong nữa, nhưng mà em cứ lấy băng dính đen em quấn vào đấy, thì em muốn an toàn. Thực ra anh Quân anh Thành các anh em chả ai bảo gì đâu, nhưng mà em mới tự nghĩ ra thế, thì rất là biết ơn anh Quân là anh đã kiếm công ăn việc làm cho chúng em có gì cảm thấy làm được thì cứ giúp nhau trong công việc như thế đấy, thì là đấy như thế các bác ạ. Đấy cái công việc em chia sẻ là em cứ muốn trải nghiệm cái việc lọ này việc kia, việc lọ này việc kia đấy, thì sau khi hết 2000 đấy đấy 2007 đấy, thì bắt đầu sang 2008 thì lúc đó em lại quay về làm bên điện cho anh của em,
Đấy thì lúc đó là nằm ở đường Hoàng Quốc Việt đấy, là viện hóa học đấy, đấy thì là viện hóa học thiên nhiên đấy, thì là thì chỗ đấy là số nhà 18, không đi đi vào trong thì là 7 tầng, thì về phần điện là anh Đức là vẫn là kỹ thuật đấy, lại quay lại về bên điện kia nữa đấy, thì lúc đó là bản vẽ của nhà 7 tầng đấy này là em đọc các tầng như thế, là cứ xem bản vẽ làm nào là làm thế đó thôi đấy, thì công việc nó hết chỗ công trình Hoàng Quốc Việt thì lại sang công trình mấy nhà tư nhân đấy, thì là chúng em cứ làm chỗ nào gấp thì là làm, còn chỗ nào chưa gấp thì lại làm vừa vừa, người cứ san sẻ nhau như thế đấy, thì hết năm 2008 thì đến năm thì em về ở Hưng Yên, em về Hưng Yên thì đến năm 2009, đến năm 2009 thì lúc đấy em thấy giá 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 vật tư giá sắt ấy có vẻ nó rẻ rẻ đấy, thì em về em cố vay mượn em làm một cái nhà nho nhỏ, làm một cái nhà nho nhỏ thì nó chưa đến 40 m² đâu các bác ạ, bởi vì một cây sắt phi 18 đấy thì là dầm đấy, thì là đấy, em uốn bốn chung quanh của vào hai cây sắt thì là như thế các bác ạ. Đấy thì là chiều dài thì của cái nhà của em là 9 m, thì em làm hai phòng đấy, em ngăn làm hai phòng, ở giữa thì em đổ khung cột, cột thì phi 16 thì là móng mới dầm thì phi 18, thì là em làm móng móng rộng 1,2 m đấy, gọi là 1.200 đấy đấy, và chiều móng đấy, còn chiều cao là 80 cm, tôi gọi 800, dần 800 đấy, còn một mặt 800, còn